Trời ơi, sao con có thể thay đổi 180 độ vậy hả? Con có đúng là thằng bé ngày xưa ở cạnh nhà cô chú không? Cái thằng Phong ngơ ngơ ngáo ngáo mà thấp thấp ăn hoài không lớn, đúng không? Dạ, con thấy chú không khác gì ngày xưa. Còn cô cứ trẻ mãi không già. Trời ơi, cái thằng vừa đẹp trai mà vừa khéo ăn khéo nói nữa à. Ôi, cái kiểu này mà ra ngoài đường á là chú không có nhận ra được con đâu. Lớn quá trời, đẹp trai như là diễn viên điện ảnh vậy đó ha. Không nhận ra con luôn á. Trời, sao Phong này vậy? Thì hồi nãy anh gọi cho điện thoại của chị, rồi em mời anh qua nhà mình chơi cho vui. Cái con nhỏ này, tại sao mời người lạ về nhà hả? Hả? Nè, lạ là làm sao? Đúng rồi, ngày xưa nó qua nhà mình nó ăn cơm hoài, lạ cái gì. Đúng rồi, đúng rồi. Cô còn nhớ á, hồi đó mỗi lần ba con đi công tác á, là con qua nhà cô chú để ngủ đúng không? Dạ. Trời ơi, sao mà tụi nó lớn nhanh quá đi à. Nè, con có bạn gái chưa? Má hỏi cái gì vậy? Còn với tao không có gì đâu nha. Không có gì, không dạ, có gì. Dạ có ạ. Thật ra tụi con đang tìm hiểu lời từ đầu ạ. Đã đến lúc khui cái hũ rượu quý của gia đình mình ra rồi, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Chờ con một chút nha. Mẹ đây mà làm cái gì? Đó là rượu quý của ba mà. Với lại anh ta cũng không biết uống đâu, đừng có đem ra. Uống được chứ, con cũng đang muốn thử coi rượu quý của chú là như thế nào á. Tốt quá, bảo đảm con uống cái rượu này vô là con sẽ mê con gái chú liền. Nào nào nào, cạn ly đi con rể. Bà đang nói cái gì vậy? Con rể gì mà con rể? Chưa uống mình đã xỉn rồi hả? Xỉn đâu nè. Nào, 100%. Dạ, 100%. Có biết uống đâu mà 100%. Ba ơi. Rượu ngon, rượu ngon. Đó, chị thấy chưa? Ảnh uống được mà, cứ coi thường ảnh hoài. Được đâu mà. Đã nói rồi mà không nghe. Ủa con, vậy là nó ngủ luôn rồi hả?